Thưa quý vị, hiện nay bệnh bạch hầu đang là tâm điểm khi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên và nhiều trường hợp khác đã có tiếp xúc gần. Nhằm giúp người dân có thêm những kiến thức y khoa về cách phòng ngừa bệnh bạch hầu, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Thưa bác sĩ có thể cho biết bệnh bạch hầu là gì và sự nguy hiểm của bệnh bạch hầu đối với sức khỏe của người dân ra sao ạ? Xin chào phóng viên và quý khán giả nghe đài. Bệnh bạch hầu là một bệnh do vi khuẩn Gram dương gây ra. Thứ gây vi khuẩn của Gram dương là Clostridium diphtheria gây ra. Biểu hiện trên bệnh nhân rất là đa dạng và đại điển hình là dấu hiệu giả mạc ở amidan, hầu họng và thanh quản. Và dấu hiệu giả mạc rất là đặc trưng của bạch hầu, nó khác với dấu hiệu của viêm nhiễm khác là khi mà bóc tách ra thì nguy cơ bị chảy máu, và tiếp theo nữa là nó không tan trong nước và rất dày dính. Và bệnh đây là một tình huống nhiễm trùng, nhiễm độc do ngoại độc tố của vi khuẩn, do đó bệnh nhân có thể biểu hiện diễn tiến rất nhanh và thứ hai có nguy cơ tử vong có thể xảy ra. Thưa bác sĩ, như vậy thì đối tượng nào có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu cao và bệnh bạch hầu thì thường lây qua những đường nào? Khi mà bị mắc bệnh thì có những biểu hiện ra sao ạ? Bệnh bạch hầu có thể mắc ở tất cả mọi lứa tuổi và thường gặp ở lứa tuổi dưới 15 tuổi. Và trường hợp mà bệnh nhân nguy cơ dễ nhiễm nặng hơn là bệnh nhân trẻ nhỏ hoặc người lớn là chưa được tiêm ngừa. Bệnh biểu hiện là thứ nhất là thời gian của bệnh là thường 2 đến 5 ngày, diễn biến có thể trong vòng 2 tuần. Và đặc biệt bạch hầu nó biểu hiện là khả năng lây lan có thể từ người bệnh lây cho người bình thường hoặc là người lành mang trùng không bị hơn bệnh mà vẫn có khả năng lây trực tiếp qua đường hô hấp, qua giọt bắn, qua tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách gần dưới 1,5 mét. Cái thứ hai là khi mà cái giọt bắn mà có dịch nhầy dính vào các đồ vật thì khả năng bám dính thì khả năng lây có thể kéo dài được tới 36 giờ. Biểu hiện thì thông thường là ba cái thể chính. Thứ nhất là thể ở mũi, bệnh nhân hắt hơi, chảy nước mũi có thể đục hoặc chảy máu, như thế này thường nhẹ, từ thoái lui, không có nhiễm trùng, nhiễm độc. Thể thứ hai là thể hầu họng amidan, thì thấy giả mạc đầu tiên là bệnh nhân sốt khoảng 2 đến 5 ngày, sau đó có thể sưng hạch ở vùng cổ to ra, đặc biệt là trẻ hoặc người bệnh thể hiện dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc rất là dữ. Họ lừ đừ, rất là mệt mỏi, nó khác với cái viêm cảm cúm thông thường. Và khi được thăm khám thì soi cổ họng ra thì có những cái giả mạc rất là đặc trưng như tôi vừa nói trên. Tiếp theo nữa là một cái thể rất là nặng và khẩn cấp là bạch hầu thanh quản, làm có thể cái giả mạc nó lan từ cái cổ họng, nó lan tới dây thanh quản là phía dưới, thì bệnh nhân có thể thở rít, thở rất là khó thở, có thể ngưng thở, bệnh nhân có thể tử vong. Thưa bác sĩ có thể cho biết là để chủ động phòng bệnh bạch hầu thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã có những phương pháp phòng trị như thế nào và có những khuyến cáo gì cho người dân ạ? Thưa quý vị, từ khi có các ca bệnh đầu tiên thì CDC đã kịp thời tham mưu cho Sở Y tế và các kế hoạch truyền thông trên toàn tỉnh về phòng chống bệnh bạch hầu. Cái thứ hai là chủ động tập huấn cho các cán bộ phòng chống dịch bệnh trong toàn tỉnh, đó là công tác quản lý. Vấn đề thứ hai là công tác phòng bệnh mà không vaccine, tức là rửa tay sạch. Thứ hai là tránh tiếp xúc với những khu vực có nguy cơ bệnh. Và thứ tiếp theo nữa là môi trường phải sạch và thông thoáng. Tiếp theo nữa là sự cái vệ sinh bề mặt tiếp xúc, đó là lau bề mặt là rất là cần thiết, giống như tương tự như tay chân miệng và COVID. Bệnh bạch hầu là có vaccine phòng bệnh, trẻ được tiêm rất sớm, từ 3 mũi đầu tiên là từ 2, 3, 4 tháng tuổi và thời điểm nhắc lại là khi trẻ 18 tháng tuổi là nhắc lại. Và cho tùy chiến dịch, tùy địa vùng có nguy cơ thì có thể để nhắc lại mũi tiếp theo nữa là vào khoảng từ 4 đến 6 tuổi. Bệnh bạch hầu là bệnh phải khai báo y tế, tại vì nó sẽ lây, để kịp thời phát biết, để phát hiện khi nào mà có dấu hiệu để thăm khám và điều trị kịp thời để tránh nguy hiểm tính mạng cho chính mình và lây cho cộng đồng xung quanh.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.